Ôi, Thơm quá. kẹo đẹp thế nhờ. Em mời các bạn ăn kẹo nha. Rồi, em Quỳnh mời các bạn và anh chị ăn kẹo nha. Ngon không? Có, vị táo. Ngọt thơm như kiểu trái cây thật luôn. Xin được em Quỳnh. Em Quỳnh ạ. Rất là ngon luôn, nó bị dứa. Ôi, con sao biển này. Đấy, con sao biển này. Ai đang trốn ở đây? Em thấy đi luôn. À, con gì đây? À, con bạch tuộc này. Ăn TV. Em Quỳnh và chị Tân An đang làm gì ấy nhờ? Ăn gái tàu ngầm. Để khám phá biển xanh và đại dương. Em Quỳnh là thuyền trưởng, em Quỳnh cầm ống nhòm để soi nào. Ui, cá heo này, cá mập này. Ui, sao biển này. Ui, con rùa này. Ui, vượt tuộc này. Em Quỳnh và chị đang khám phá biển xanh. Đi. Đang dùng đèn đỏ. Ôi, dưới biển mà vẫn có đèn đỏ các bạn này. Em Quỳnh ơi, cho bố hỏi nhá. Con cá gì thích ăn cám nhỉ? Cá lợn. Cá lợn. Cá lợn à? Làm gì có con cá lợn nhỉ? Cá heo. Con cá heo. Cá gì biết bay hả em Quỳnh? Cá chim. À đúng rồi, cá chim biết bay, buồn cười quá. Bởi vì em Quỳnh và chị Tân An trả lời câu hỏi rất là buồn cười mà cũng rất là đúng. Cho nên là bố sẽ thưởng cho em Quỳnh và chị Tân An một hộp quà siêu to khổng lồ. Yeah. Rồi, đây là hộp quà biển xanh long lanh này. Wow, em Quỳnh có thích không ạ? À? Dạ. Em Quỳnh và chị đã sẵn sàng chưa? Rồi ạ. À. Chị cũng sẵn sàng rồi. Rồi, mở nào, mở qua nào. Mở ra. Wow, đây là một quả biển xanh long lanh. Em Quỳnh có thích không ạ? À? Có. Em Quỳnh rất là hào hứng này, chị có thích không? Có. Ôi, hộp quà đẹp quá các bạn ạ. Hộp quà biển xanh long lanh. Bây giờ ai sẽ mở nào? Em. Mở nào. 1, 2, 3. Wow. Ở bên trên là một lớp rong này, có một tấm thiệp nữa. Lớp rong này bỏ sang kia, em Quỳnh bỏ hay chị bỏ nào? Em bỏ. À đây đây, rồi rồi. Wow, nhiều đồ chơi và kẹo này. Ui, trong này có kẹo này, từ từ thôi nha. Wow, túi kẹo thật là dài này. Em Quỳnh lấy được một gói kẹo to này. Một quyển sách này. Wow, một cuốn sách Pop Pop Pikapu rất là đẹp này. Đây, chị lấy ra một cuốn sách Look Inside Seasons Oceans. Đây là bộ đồ chơi đính hạt tạo hình rất là đẹp này. Và cuối cùng là bộ đồ chơi gì đây? Đây là ghen nước ma thuật. Đây là bộ đồ chơi ghen nước ma thuật này. Vậy là chúng ta đã lấy hết quà ở trong hộp quà biển xanh long lanh ra rồi. Đầu tiên đây là cái gì hả con? Đây là bộ đồ chơi đính hạt tạo hình. Rồi, đây là... ghen nước ma thuật. Rồi. Còn đây là hai quyển sách. Đây là sách Bob Up này. Còn đây là khám phá biển xanh và đại dương. Và đây là kẹo dẻo Unpenly Bay Jelly biển xanh long lanh. Em Quỳnh thích món đồ nào nhất ạ? Món đồ này. Ok, em Quỳnh có thích kẹo không? Có. Bây giờ chị sẽ đọc cái tấm thiệp cho các bạn nghe nhé. Chào mừng bé tham gia hành trình khám phá biển đầy ấp hương vị ngọt ngào với kẹo dẻo Unpenly Bay Jelly biển xanh long lanh. Đây là kẹo dẻo có nhân đầu tiên tại Việt Nam. Em Quỳnh ơi, em Quỳnh muốn chơi đồ chơi trước hay là ăn kẹo trước nào? Ăn kẹo trước. Rồi, thế chị có muốn ăn kẹo trước không? Có. Túi kẹo có màu nước biển rất là đẹp. Mới nhìn đã thấy ngon rồi. Rồi, chị bóc kẹo ra cho các bạn xem nào. Chị bóc nghe lên em thèm quá. Ui. Thơm quá. Thơm không? Em ngửi à? Cho em ngửi, cho em Quỳnh ngửi nào. Thơm. Wow, kẹo đẹp thế nhờ. Đây là con sao biển này. Đây sao biển này. Đây con cá hề này. Cá hề này. Ở đây là con bạch tuộc này. Có con gì nữa này? Con rùa. Con rùa. Con rùa này. Màu xanh là vị táo, màu hồng là vị vải, còn cuối cùng màu vàng là vị dứa. Thèm quá, thèm quá. Em Quỳnh bảo là em Quỳnh thèm quá này. Bây giờ hai chị em thì mỗi người chỉ được ăn 3 cái kẹo thôi nhá. Vâng. Tí nữa muốn ăn thêm ấy thì hai chị em phải hoàn thành những cái bộ trò chơi ở trong bộ đồ chơi này. Bây giờ em Quỳnh muốn ăn kẹo có hình con gì nào? Con rùa, con cá hề, con sao biển. Rồi, đĩa kẹo của chị có vị gì nào? Con rùa là vị táo. Màu xanh vị táo này. Con bạch tuộc màu hồng là vị vải. Rồi. Còn con sao biển màu vàng là vị dứa. Rồi. Em mời các bạn ăn kẹo nha. Rồi, em Quỳnh mời các bạn và anh chị ăn kẹo nha. Ngon không? Có, vị táo. Vị táo. Là vị táo luôn. Có thơm không em Quỳnh? Có. Em Quỳnh cảm nhận thế nào nào? Cảm nhận thấy ngon. Cảm nhận thấy ngon à.
Giờ đến lượt chị nhé. Vâng. Mời các bạn ăn kẹo. Chị ăn vị gì đấy, con gì đấy? Con sao biển vị dứa. Rồi, chị ăn nào. Wow. Ở trong có nhân trái cây, ngọt thơm như kiểu trái cây thật luôn. Wow. Lượt em Quỳnh. Em Quỳnh rất là ngon luôn, có vị dứa. Có vị dứa hả? Có ngọt thơm như trái cây thật không em Quỳnh? Có. Tiếp theo chị sẽ ăn con rùa màu xanh vị táo. Rồi, chị ăn con rùa màu xanh vị táo. Wow. Thơm ngon như mùi quả táo thật luôn. Em đây là em. Em Quỳnh tiếp tục ăn con rùa này các bạn này. Em muốn ăn thêm nữa. Em muốn ăn thêm nữa. Nhưng mà muốn ăn thêm thì mình phải hoàn thành các cái trò chơi này mình mới được ăn thêm em Quỳnh nhá. Vâng. Tiếp theo chị sẽ ăn con bạch tuộc mà hồng vị vải. Rồi. Kiểu ăn penly bê jelly biển xanh long lanh rất là ngon. Ngon tuyệt vời luôn. Ngon cực kỳ luôn. Bây giờ chúng ta sẽ chơi những cái bộ đồ chơi này nhá. Vâng. Em Quỳnh muốn chơi bộ nào trước? Bộ này trước. Rồi, bộ này là bộ gì chị nhỉ? Đây là bộ ghen nước ma thuật nhá. Thì chúng ta sẽ bắt đầu chơi nhá. Rồi, bây giờ ai bóc nào? Hai chị em bóc. Hai chị em bóc. Rồi, hai chị em sẽ bóc cái bộ đồ chơi ghen nước ma thuật này cho các bạn xem nào. Đây, wow, một bộ đồ chơi rất là đẹp này. Ôi, có cái vợt này. Ôi, có rất là nhiều màu này. À, đây là ghen, đây là ghen. Ở trong này có rất là nhiều khuôn đấy. Đây là sao biển này. Cá mập này. Đây là con rùa các bạn này. Đây là giấy hướng dẫn chơi này. Cái khay này ở trong bộ đồ chơi luôn đúng không con? Wow. Cái này như kiểu là cái để làm đông. Em Quỳnh quấy giúp chị này. Ở trong cái bộ đồ chơi này có rất là nhiều khuôn này. Khuôn con rùa này. Khuôn con cá, con cua, con bạch tuộc, con cá heo và con sao biển của em Quỳnh đang giữ đây này. Bây giờ chị sẽ làm con rùa nhé. Rồi, chị sẽ làm con rùa nhé. Đây, chị đang làm con rùa này. Con rùa màu xanh lá cây. Đấy, nhẹ nhàng, rồi. Chị Tân An đang lắc nhẹ nhẹ cho con rùa nó ra này. Con rùa nổi lên đây này. Đây, một con rùa này. À, đây con rùa này. Chị lấy vợt, chị vợt con rùa lên. Đấy, ôi, nhìn giống là đi vợt rùa ở đại dương không các bạn này. Đấy, ôi. Đây, con rùa đang bơi đây các bạn này. Ôi, con rùa giống bơi giống thế này. Bây giờ đến lượt em Quỳnh nhá. Em Quỳnh làm con sao biển màu gì? Con sao biển màu hồng hả? Đây. Hãy cho một tí màu cam nữa con ạ. Không, à, em thích màu cam. Em thích màu hồng hả? Rồi rồi. Đỏ đỏ. Đấy rồi. Rồi, đây đây, nó một tí, nó một tí. Ôi, con sao biển này. Ôi, đẹp quá nha. Nó không chìm một tí nào. Nó không chìm một tí nào. Đấy, chỉ vượt lên, xong cho vào cái lò này. Cho vào cái lò này để sống chung với con rùa này. Đấy, con sao biển này. Tiếp theo là chị làm con bạch tuộc màu tím này. Đấy, nhẹ nhàng thôi. À, nó ra thành con bạch tuộc thật các bạn này. Wow, con bạch tuộc này giống con bạch tuộc nhỉ, nó nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Rồi, sau một lúc mò mẫm thì hai bố con, ba bố con đã làm được những con gì đấy em Quỳnh nhỉ? Con gì đấy? Con rùa. Con rùa màu vàng này, con sao biển màu đỏ này. Đây nữa. Con bạch tuộc màu gì? Đây nữa, con sao biển đây nữa. À, con sao biển đây nữa. Con bạch tuộc màu gì? Màu tím. Con cá heo nhỉ? Cá voi, cá voi. Cá voi màu xanh. Rồi, em Quỳnh cho mấy cái con... Em cho. Con ốc vào. Úi dồi ôi, một bể cá, một bể sao biển. Sao biển con này. Bạch tuộc rùa này. Hai chị em đã hoàn thành trò chơi thứ nhất rồi. Bây giờ em Quỳnh này và chị đi rửa tay để bố thưởng kẹo nhá. Tay đây. Rồi, đây là đĩa của em Quỳnh này. Em Quỳnh làm con rùa giỏi với con sao biển giỏi. Bố thưởng cho em Quỳnh con rùa màu vàng. Con sao biển màu vàng. Em Quỳnh làm được cả con bạch tuộc nữa. Bố sẽ thưởng cho chị con cá hề màu xanh. Chị làm con cá đẹp quá. Đây, con rùa màu xanh. Và con bạch tuộc màu hồng. Rồi, đến lượt em ăn nào, em ăn đi. Con gì chứ? Em Quỳnh ăn con gì ấy nữa? Bạch tuộc. Con bạch tuộc à? Chị cũng ăn con bạch tuộc. Có ngon không ạ? Cá. Ui, ở đằng trong có nhân trái cây này. Ôi, em muốn ăn nữa. Nhưng mà muốn ăn tiếp thì phải hoàn thành một trò chơi nữa. Chơi xong mới được ăn. Rồi, chơi xong mới được ăn. Trò chơi này đó. Rồi, trò chơi tiếp theo mà bố... Cá
đề xuất là cuốn sách này này, cuốn sách này rất là hay này. Đây là cuốn sách Pop Up Peekaboo Under the Sea. Rồi, nghiên cứu về sinh vật dưới biển nào. Em Quỳnh ơi, em Quỳnh giờ nào? Cái chị đứng ai đang trốn ở đây đây? Ai đang trốn ở đây nào? Con cá heo này. Cá heo sao lại trốn ở đây? Tại sao con cá heo trốn ở đây? Ai đang trốn ở đây? Em thấy cái đuôi nó đây này. À, em thấy cái đuôi nó. Con gì đây? Con bạch tuộc này. Sao bạch tuộc lại trốn ở đây? Trời ơi, em đỉnh nó to thế. Con bạch tuộc này, con bạch tuộc đẹp đấy các bạn này. Em Quỳnh ơi, bật xem nào. Con bạch tuộc này. Con bạch tuộc đang ở trong một cái hòm tiền này các bạn này, trong một kho báu. Con sao ở dưới nước lại có kho báu nhỉ? Con bạch tuộc màu gì đây con? Màu hồng. Con bạch tuộc này có rất là nhiều chân, nó đang trốn trong cái gì đây? Trong kho báu này. Ui, con bạch tuộc xịn sò thế nhỉ. Ô, đóng lại thì nó trốn này. Con mở ra thì nó hiện ra này. Ôi, sách này sách 3D các bạn nhé. Trốn lại rồi. Tiếp theo nào. Con gì đang trốn ở trong này? Con cá này. Đây là con cá này. Bố thích con bạch tuộc nhất này, bởi vì con bạch tuộc ở trong một kho báu rất là lấp lánh luôn, toàn là tiền này. Em Quỳnh thích con gì ở trong sách này nhất? Con bạch tuộc. Em Quỳnh thích con bạch tuộc màu hồng. Chị cũng thích con bạch tuộc. Chính vì vậy mà bố sẽ thưởng cho em Quỳnh và chị một con bạch tuộc màu hồng. Đây, màu hồng vị vải này. Màu hồng vì vải của em Quỳnh này. Đấy. Đây là em ăn trước. Rồi em ăn trước đi. Ngon không? Có. Các bạn ơi, ở trong này có nhân trái cây này. Thơm ngon y hệt như trái cây thật luôn. Rồi, chị ăn con bạch tuộc màu hồng này. Sao em Quỳnh? Ăn nữa. Em Quỳnh muốn ăn nữa. Bây giờ muốn ăn tiếp thì chúng ta sẽ chơi tiếp một bộ đồ chơi nữa. Chơi bộ này nhá. Đây. Đổ ra. Rồi. Đây là bộ đồ chơi gì nhỉ? Đính hạt tạo hình ạ. Đây là bộ đồ chơi đính hạt tạo hình con vật. Này, mình phải bóc ra. Con cá, con đây là gì? Xanh lá cây. Đây là biển. Đây là cái bộ dụng cụ này. Còn đây là cái bộ màu này. Bây giờ hai chị em sẽ làm một con bạch tuộc màu hồng nhá. Bố ơi, em không cắt được. Bây giờ chị xịt nước lên. Bây giờ chị sẽ cậy con bạch tuộc. Chết được rồi. Sau một lúc mò mẫm thì chị Tân An và em Quỳnh cũng đã làm được một con bạch tuộc rất là đáng yêu các bạn này. Bạch tuộc màu hồng nhá. Tiếp tục là mình sẽ nghiên cứu cái sách Look Inside Seas and Oceans. Em Quỳnh giờ hộ bố nào, lật trang là trong này có cái gì này. Wow, sách đẹp chưa. Ôi, con rùa này. Có con rùa con này. Con này con hải cẩu này. Con bạch tuộc này, con bạch tuộc này, con này. Mình có thể lật cái ra này. Wow, đẹp chưa? Cuốn sách này đẹp nhỉ, em Quỳnh nhỉ? Ôi, cuốn sách hết mất rồi. Được rồi, mình đã nghiên cứu và khám phá xong 4 bộ đồ chơi rồi em Quỳnh nhỉ? Vậy là nhờ có hộp quà biển xanh long lanh mà chúng ta có một buổi khám phá đại dương, biển xanh rất là thú vị. Tân An nhỉ? Vâng. Em Quỳnh nhỉ? Các bạn hãy nhớ ăn thử kẹo dẻo Apenlibe, Gelly biển xanh long lanh và khám phá biển xanh như hai chị em mình nhé. Bye bye. Chào tạm biệt các bạn. Các bạn hãy đăng ký kênh của Anna nhé. Hẹn gặp lại các bạn.